thuốc ngừa tôi nó là đàng hoàng đi ra đường, mình cũng không có mắc lỗi với người ta, có hiểu không? Cho ai cũng chích mà phát sinh mà thì cũng mình không có, mình là không chích mình thấy mình khó chịu lắm, cái lương tâm mình á. Ok, chị bắt mấy đứa nhỏ nhà chích hết, kệ nó không sao đâu. Ok, cố lên. I love you em gái của chị. Chị mới xong không? Xong không? Ok, không, mình phải chấp nhận em ơi, tất cả mọi người đều như vậy, mình phải chấp nhận, mình phải. Nguyện giảm tuổi thọ để cầu xin cho chị tai qua nạn khỏi. Tâm sự của em trai ca sĩ Phi Nhung trên trang cá nhân khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào xúc động. Tối ngày 28 tháng 8, em trai ruột của Phi Nhung là anh Tommy đã đăng tải dòng trạng thái động viên người chị thân yêu khiến nhiều người nghẹn ngào xúc động. Anh nguyện đổi tuổi em ruột Phi Nhung nguyện giảm tuổi thọ. Phi Nhung là có nhiều cái duyên mà dính mười mấy năm nay.